xin chào quý bà con nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh anh tt lick áp dụng công nghệ sinh học mới nhất nên chống được các hiện tượng kháng thuốc kháng cô lập các loại virus khi xâm nhập vào cây phòng ngừa xoăn lá xoăn ngọn khảm đá và sượng trái do vi rất gây nên phòng trừ nhiều tác nhân gây bệnh hại khác đặc biệt hiệu quả trên cây cà chua ớt bầu bí chanh dây nhiều loại cây ăn trái như sương mai hẻo rũ xoăn ngọn thối rễ nứt thân và xì mủ tăng sức đề kháng cho cây tăng năng suất và chất lượng nông sản. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.